đặt câu hỏi tại sao mà cái khớp gối ấy, bây giờ ta đang nhiều dữ vậy. Ta gọi là bệnh của khớp gối, là bệnh của thời đại. Là vì sao phải không? Bây giờ người ta thiếu vận động rồi, không có vận động nhiều nữa. Rồi mình đi xe đó, tôi còn nhớ một cái chuyện mà ở Việt Nam mình đó, đi xe đó là ngồi trên chiếc Honda đó rồi chạy tuốt vô nhà luôn, có đúng không? Mình chạy tuốt vô nhà luôn rồi bỏ nó rồi mình vô mình ngồi trên xe lăn mình, tức là cái độ mà vận động của mình càng ngày ít. Còn hễ mà người nào mà kha khá chút xíu á thì ngồi trên xe hơi ha, rồi cũng lái tọt vô trong nhà ha, rồi đi đâu cũng xe hơi, đi đâu cũng Honda. Cho nên cái hình ảnh của một cái người, ta gọi là cái người của sau này á, là hình ảnh nó thế nào? Thứ nhất là đầu thì to, bụng thì bự, chân thì teo, tại vì không có đi nhiều, không có vận động nhiều, bụng thì to giống như bụng tôi, rồi đầu bự làm việc tí ấm theo, mà chân chút xíu rồi. Mọi người mà nhìn tôi là thấy cái chân chút xíu rồi. Đây, thấy không? Có chút xíu thôi, thành ra là cái lưng này dài đấy chứ, thấy không? Người thì càng ngày lười, làm việc tính đầu óc. Bây giờ nói cho vui cái trước cái buổi họp ấy. Bây giờ là mình tính á, còn thua bà này. Bây giờ là bác này bây giờ kêu tính nhẩm, bác tính ngon lành đúng không? Mua cái này bó rau này 2 đồng, cái kia 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng, đếm một hơi bác nói tổng cộng 18 đồng. Còn bây giờ mà cái đám mà như từ tôi á là bắt đầu ngu rồi, hãy nói đây từ từ lấy máy tính ra bấm đúng không, rồi bấm rồi mới biết là đúng hay sai, chứ còn không có dùng cái đầu óc mà để sử dụng nữa. Thành ra là mình trì trệ cả cái thể xác mà trì trệ cả cái trí tuệ luôn, cái gì cũng là phụ thuộc hết, thấy không? Cho nên cái đầu gối nó bị ảnh hưởng cho cái đó. Em nói gì đúng bác Linh? Đấy, thiếu vận động. Và những cái người á mà đau cái khớp gối á, nhiều người đi không nổi, nhưng mà đến đây xong cái đi được đàng hoàng, nhưng mà nếu thì cái đó khỏi, không có gì khó đó. Nhưng mà mọi người biết thêm cái bệnh gì mà người ta không có tự làm không? Mình sợ làm được. Ông này á là tôi với ông ở trên mạng gặp nhau thường ngày lắm, thấy không? Nhưng mà cũng không dám làm vì mình sợ. Mà cái sợ thì từ đâu mà biết không? Xã hội dạy chúng ta sợ. Ở Việt Nam mình á, cái sợ á ít hơn của bên Mỹ. Mình thấy vậy á, nước mình vậy chứ mình ít sợ ở bên Mỹ. Bên Mỹ á là sợ đủ điều. Nhất là đàn ông sợ con chó mà sợ luôn cả vợ. Rồi cái gì cũng sợ, nó làm cái gì cũng sợ. Và con người ta mất đi cái tính tự chủ. Và hãy có một cái gì đó hay mà muốn làm cho được thì không dám làm vì sợ. Cũng như có một cái anh đi bên Mỹ, anh sợ cái cuối cùng là bác sĩ nói bây giờ là tôi đưa ông vô giải phẫu. Cái ông này ông nói Phan, để trước khi giải phẫu để điện thoại về nghe nói Việt Nam có ông Châu làm cái cuộc sống lưng hay lắm. Thế thì định về thì bác sĩ nói nếu mà ông mổ lên chương trình rồi mai mốt không cho vô bệnh viện nữa. Nó vô hại thế chứ. Ông nói thôi, mà ông cũng sợ nhưng mà ông nói thôi quyết tâm, vì vậy ông sợ mổ hơn sợ bác sĩ hù. Cho nên về Việt Nam đi không nổi, bây giờ đi ngon lành. Rồi một cái anh nữa cũng sợ, tức là anh làm việc riết cái hai cái tay dở tay được, hai cái tay dở lên được, cuối cùng anh viết di chúc. Anh nói bây giờ tôi có nhiều tiền lắm, tôi làm 20 năm bên Mỹ rồi, giờ tôi nhiều tiền lắm, bây giờ tôi viết di chúc. Vì sao? Vì vợ cũng bỏ luôn rồi. Cái tay mà qua quen được, vợ nó làm ăn gì được đâu, nó bỏ luôn. Thành ra là anh nói thôi bây giờ làm di chúc rồi, sắp sửa tiêu rồi, em rồi về Việt Nam coi kiếm cái chùa nào vô tu mà tu cũng không nổi, nó cầm cái mỏ đó gõ tụng kinh cũng gõ không được,
không? Nhưng mà khi vào trong cái lớp học rồi, anh bỏ ra nửa tháng ra rồi, học học xong rồi, anh mới nói bây giờ tôi xé Di Chúc rồi, tại giờ ngon lành rồi. Thì như vậy là một cái phương pháp đơn giản, dễ thực hiện mà có hiệu quả, mà ít có ai thèm để ý bởi vì nó rẻ tiền quá. Thế mà ta làm cái gì á mà phải tốn rất nhiều á thì mới xứng đáng được. Giống như ta mở cái lớp học ra đó, là bây giờ ta học một cái lớp đó mà chữa cho được cái đau khớp gối của tôi là 300 triệu, 300 triệu thì sẽ chạy tiền, chạy bạc rồi rút ngân hàng đồ vô để đóng 300 triệu để mà học cho chữa hết. Thì súng nhau đóng tiền gì bị gì, thế mà đắt tiền như nào thì hiệu quả như chuyện đấy. Nhưng mà nói 1,5 triệu á, ai cũng cười. Em vì mấy ông mà đi vui vẻ chút xíu, uống bia rồi cho mấy em cũng mất hết 1,5 triệu bạc rồi. Còn cái gì đâu, cái bệnh này mà chữa tốn bao nhiêu tiền mà lại có 1,5 triệu, không ai tin. Thế thì cốt gói á, là nếu mà nói ra thì chúng ta nói nhiều chuyện quá. Tại vì cái nguyên nhân làm cho đau khớp gối chắc có lẽ mấy trăm nguyên nhân, để có thể là tiểu đường, có thể là chấn thương, có thể là viêm khớp, có thể là lúc cao lúc tung. Nói chung là nói càng nhiều thì càng mệt. Thật ra chúng ta chỉ nói đơn giản thôi. Nếu như mà đau khớp, chúng ta chỉ lấy hai cái nguyên nhân thôi. Một nguyên nhân thứ nhất là lấy cái triệu chứng thôi. Thứ nhất là cái khớp đau mà có sưng, cái khớp đau mà không sưng, thế thôi, làm cho nó dễ hiểu. Còn cái nguyên nhân do đâu mà nó sưng và nguyên đâu nhân đâu mà không sưng thì mình không cần bàn tiếp. Bởi vì cái chuyện đó của mấy ông y khoa, các bác lực, bây giờ chỉ nó đơn giản thôi. Còn thí dụ cái ở đây mình cũng không bàn thêm cái chuyện là cái khớp gối do là bị thối quá hay là bị vôi quá, được kệ nó. Bởi vì nếu như mà muốn biết là nó thối quá hay là vôi quá hay là cái gì đó thì chúng ta cần phải có X-quang, chúng ta phải cần có cái làm MRI để cho chúng ta nhìn thấy cái đó rõ hơn. Cái đó mình cũng không cần luôn. Bây giờ mình chỉ quy vô hai cái, một là sưng, hai là không sưng. Những vị hồi nãy á là nói đau khớp gối mà có sưng cái chân á, giơ tay lên. Sưng khớp gối rồi. Ở đây có 3 người hết. Bây giờ tôi mời từng người anh đứng dậy. Cái khớp gối em sưng bao lâu rồi? Thế đây khoảng độ đứng lên được đây. Thế đây khoảng độ 2 tháng ạ. 2 tháng. Mà anh sưng một bên hay sưng hai bên? Sưng hai bên. Hai bên. Mà có sưng to lên không? Có. Rồi uống thuốc gì không? Có, tiêm thuốc trực tiếp vào khớp. Rồi, ok, anh ngồi xuống được rồi, anh không khỏi giải thích thêm. Bởi vì thường thường ấy là khi mà sưng ấy là cái dấu hiệu của một cái viêm khớp. Nhưng mà sưng tối sưng ấy đó là một cái viêm nó không dạng thấp. Và ta chính là chính gì? Thường thường bác sĩ bây giờ là điều trị rất là nhanh, tức là tiêm hydro canxi vô đó thì nó sẽ hết viêm liền, ăn hết liền, khỏe liền. Một mũi triệu mấy? 200 một mũi. Đó là rẻ. Vậy không phải hydro canxi nè, chắc cái gì đó nó rẻ tiền hơn, phải không? Chứ còn hydro canxi nó quốc 1,5 triệu. Thế thì như vậy á là hết sưng trong một thời gian ngắn, có thể là nửa tháng tháng rồi bị tái phát, đúng không? Đúng rồi. Và riêng cái sưng khớp của anh này á thì tôi muốn nói cho mọi người, tại vì mình đã đến đây là mình học chứ không phải đến đây là mình làm cái gì khác hơn. Thì anh có vô học lớp này không vậy? Dạ có. Rồi. Thì tôi khuyên luôn, riêng mấy cái khớp mà sưng tôi khuyên luôn. Thứ nhất là anh sẽ mua hai đá chườm vô nóng ngang ban đêm. Cái thứ hai là anh mua hai đá bỏ vô ngăn lạnh. Rồi sau cái anh chườm mỗi khi nó sưng. Và đặc biệt của cái khớp sưng á là mình để cục đá lạnh vô đó thì nó rất đã. Nhưng mà mình để vô á đến khi nào mà cái chỗ mà đau á nó sẽ không còn đau lan tỏa, nó tức như là khi mà để lạnh vô rồi nó sẽ đau cố định một cái chỗ nào đó thôi. Thì lúc đó mình phải lấy cái ngón tay mình ra, mình lấy cái tay mình ra, ra chỗ nào đau nhất. Tức là bắt đầu thì đau nguyên cái gối, nhưng mà sau khi làm đá lạnh vô rồi á thì nó sẽ không còn đau nguyên cái gối mà nó đau một điểm duy nhất,
và anh chọn cái điểm duy nhất anh đặt cái đó cho tôi. Khi mà đặt vô đó rồi một thời gian, anh đặt vô anh thấy nó có dấu hiệu phỏng ở da, đó là bỏng lành, thì lập tức anh ngưng lại. Tại vì sao biết không? Tại vì lúc đó hết viêm rồi nó mới bỏng, còn viêm không bỏng, được chưa? Và trong cái điều trị của buổi hôm nay là anh không được tham gia, tại vì nó sưng là chúng ta đụng tới. Tôi hướng dẫn về đủ rồi, ok. Rồi tiếp cái người thứ hai nó sưng khớp đâu là ai? Rồi cô sưng khớp sao nói đi? Đúng rồi. Tại chỗ. Bị sưng nhưng mà cũng. Nói to đi. Nói lớn lên, trời ơi, đi lấy về cô vợ mẹ là gì? Có vợ con gì không mẹ? Không. Cô về là hàng xóm thôi hả? Không không quen biết ạ. Không biết. Vậy mà nói lớn đi. Cô bà gặp con này bà mất thở nè. Nói lớn lên. Đây, đưa cho bà nói nè. Đây, đây sát vô, nói đi. Nó đau nhưng mà nó sưng lên, sưng một mũi ạ. Rồi, sưng một mũi một bên hay hai bên? Một. Đau thì đau hai bên, mà sưng thì sưng một bên. Sưng một bên. Rồi, hồi nãy tôi nói cho anh này, chị có nghe chưa? Rồi, chị biết cách làm chưa? Có. Rồi, vậy là bữa hôm nay, chị nghe được, chị biết cách làm rồi, không có chữa bằng cái phương pháp này. Đồng ý không? Chừng nào mà chị hết sưng rồi, chị khỏe hẳn rồi mà vẫn còn đau thì chúng ta tiếp tục dùng phương pháp này để chữa. Tất nhiên là trong khi tôi nói vậy mà lúc chữa là chị cũng có quyền ngồi ở đây để coi để học, ok được chưa? Cô khiếu nại sao chị nghe buồn quá vậy? Sưng một bên không sưng vẫn đau à? Biết rồi, nhưng mà mình không nên đụng tới, vì nó có sưng thì không nên đụng tới. Mà sưng có nóng không? Có nóng. Có nóng khi nào bị một cái trạng thái viêm là sưng nóng đỏ đau thì chúng ta dùng cái đó là chườm lại, dùng nó nóng chườm cái gan. Khi nó hết sưng rồi thì chúng ta sẽ đi tiếp cái chuyện sau này, chứ bây giờ không có chữa. Đồng ý không? Đừng phản đối nha. Chứ làm nghề gì? Không làm nghề gì ạ. Nói chợ. Nói trời, nó nói cái chuyện của ổng, của bạn sao mà ổng lại ông nói giùm ổng nói nói chợ. Ông thầy tiếng bí nha. Rồi, đi ngồi xuống đi. Rồi xin mời tiếp, nãy người nào nói xin có cái chơi tay lên. Rồi xin mời chị. Em ba cái chân em bị viêm mấy năm rồi mà. Rồi mấy năm rồi. Nó đỡ rồi, nhưng là hôm nọ ngã. Ngã là nó mới sưng, nó tiết dịch ra chân. Ok, đầu. Ok. Tức là trước đây là bị sưng khớp rồi. Vâng. Có nghĩa là chị cũng có sưng, nói sưng đau cho khớp này, rồi đau khớp kia. Rồi. Nó đỡ rồi, nhưng mà từ hôm ngã giờ nó mới tiết dịch ra, thì nó co quắp mà khó co quắp. Rồi, nhưng mà vẫn có sưng cái gì? Rồi, đứng lên ngồi xuống là hơi khó. Đứng lên ngồi xuống khó nhưng có sưng không? Nó buốt. Hiện nay có sưng không? Có sưng. Có sưng. Tôi nói vậy để nhắc nhở với anh khác đã học rồi nha. Tức là trường hợp sưng thì mình đừng có chặt vào. Mình phải làm sao cho nó hết sưng đã, rồi bắt đầu mình mới xử lý. Còn nếu bây giờ nó sưng rồi, nó té xuống, nó chấn thương, nó còn bị tiếp nữa, thì bây giờ mình tham hố bây giờ như mình làm thì coi như là mình không tốt, chỉ hại cho người mình thôi. Thấy không? Cho nên á, mà nhiệt tình cộng nếu mà không có biết á thì hại người, đúng không? Cho nên mọi người, mấy cái trường hợp đã nói đi phân biệt thôi. Chị ngồi xuống nãy giờ nói chị biết rồi, phải không? Rồi ai nữa, ai sưng nữa hả? Người đẹp nghe ăn hả? Ô, em không sưng thì ạ. Đau thôi không sinh. Khó quá. Em bao nhiêu tuổi mà khó quá em? Em 31 tuổi rồi. Mấy? 31 tuổi rồi. 31 tuổi mà khó quá rồi. Tại vì chân em trước là bị đau rồi ạ. Đã bị mổ rồi cho nên là sẽ bị đau. À, đau là hồi xưa sinh hết là sao mà mổ? Tức là trước đây chân em nó đi vòng kiềng ấy ạ. Từ sau đấy phẫu thuật để nó kéo thẳng thẳng chân ra thì nó sẽ, bây giờ là nó sẽ bị thoái hóa. Mổ thân ghê chưa? À, nó kệ nó. Em ơi, lùng mà sinh cũng còn hơn mà múc mà cao một xíu mà vậy. Em chỉ cần không đau là được rồi thầy ạ. Ok em sao? Được rồi. Vậy thầy phải mình về xử lý đúng không? À, mọi người thấy tội nghiệp, thấy em cổ có cúc hả? Mà giờ muốn nó là đẹp rồi cao giống mấy em chân dài. Nhưng mà cái nguy hiểm của mình làm cái chân ra vậy, cái chân nó dài mà mình có xíu thì kỳ lắm. Thấy không? Thôi rút kinh nghiệm kiếp sau đừng có làm gì hết nha. Rồi. Ai còn xin nữa? Ai còn xin nữa? Bây giờ tôi mới hỏi tiếp là hồi nãy mình đã xin chứ không xin đúng không? Bây giờ tôi hỏi tiếp, cái xin mà không có nóng đỏ đâu, ai có thì giơ tay lên. Rồi, xin mời chị nói đi. Chị xin mà không có đau. Dạ, em bây giờ em cũng đau thì đó ạ. Nó đứng lên ngồi xuống nó cứ khục khạch. Ừ.
Bao nhiêu tuổi rồi mà khục khịch vậy? Em 51 ạ. 51 tuổi? 56 ạ. Rồi ok. Trước bị này, bao nhiêu năm rồi? Em không, em làm nghề nông mình thôi ạ. Bị bao nhiêu năm rồi? Bệnh có bao nhiêu năm để cái Việt Nam nói nghe ra. Thưa thầy, em bị 3 năm nay rồi. 3 năm nay rồi. Có khi mà làm cái việc gì nặng bưng bê quá thì là em thấy nó mỏi nó nhức. Tức là nhà làm nông ở quê đâu rồi? Em ở Phú Thọ. Phú Thọ. Mà 3 năm rồi mà trước đó trước khi mà mất kinh hay là sau khi mất kinh? Sau mất kinh rồi ạ. Mà cái bữa đó là em cũng bị bong gân cái khớp gối. Không phải đâu. Mình nói bong gân thì không phải. Thực ra là nó lúc lắc lục lặc như vậy là từ khi tức nó gọi là cái chứng mà rối loạn sau thời kỳ tiền mãn kinh thì nó mới có cái dấu hiệu đó. Và bây giờ vẫn còn sinh mà đau nữa. Bây giờ mà thỉnh thoảng đau này ạ. À, thỉnh thoảng đau nhưng mà không có sinh. Và có xương ở cái má trong thôi, còn ngoài cái má ngoài vậy. Mà mọi người hiểu cái này phân biệt khác chút xíu nha. Bị cái sưng của này không phải là sưng của một cái viêm sưng, mà sưng cái này là do tắc khi mà tĩnh mạch ngay đầu gối. Thì chút xíu ta chữa cái khớp á, thì chúng ta sẽ làm cái cách để cho cái van nó đóng mở trở lại thì tự nhiên chưng hết sưng. Em báo nuôi đầy đủ em thì sẽ không còn bị đau nữa. Tất nhiên là về phải tập luyện được các thứ. Có học lớp này chưa vậy? Chẳng có học nhau. Ở đây nhà em là hai người đi học đây thầy ạ. Còn hôm nay là em chơi cho bệnh kiểu quang xưa. À tức là hai vợ chồng đi học? Vâng, hai vợ chồng với con gái em ạ. Đâu? Chồng đâu? Chồng em đây. Ôi trời ơi. Em cũng xem cái clip của thầy rất nhiều và em cũng thực hành luôn thì em thấy nó cũng có tiến triển rất tốt. Lần này thầy về nước là em cũng muốn xuống gặp thầy. Được đấy. Mà mấy bà này khôn, học là cứ dắt chồng theo để cho nó chăm cho mình. Thì như vậy là mình rõ rồi, cái khớp mà bị sưng ấy là do viêm khác, mà khớp mà bị tắc cái van tĩnh mạch và rối loạn sau thời kỳ tiền mãn kinh ấy, thì là khác, mình có thể tác động được. Đồng ý chưa? Rồi người nào đau khớp mà không có sưng thì hãy giơ tay lên. Rồi bây giờ bắt đầu từ em này trước. Em bị khớp lúc nào? Bị đau lúc nào? Bị đau hơn chục năm nay. Hơn chục năm nay rồi. Đi lên đi xuống cầu thang rất đau chối. Đi chụp bánh trẻ là chối. Mà bây giờ hồi sáng này em đi lên đây có chối có khó chịu không? Đây, từ hôm học mà làm khai thông bơm máu thì nghe nó cũng nhẹ nhàng hơn nhưng nó vẫn chối chối. Vẫn chối ha. Nhưng mà em ngồi xuống đứng dậy sao? Ngồi xuống để nó kêu lục cục. À, lục cục lục cục gì em? Sao đứng đây nè, đứng đây ngồi cho nó ngồi đây xuống nữa. Ừ. Ôi trời ơi, thôi rồi, xong rồi, ngồi đây đi. Rồi em mấy vợ rồi? Nhất là một. Cài sâu vuốt bẩm lắm, sao mà khớp tiếp nó rụng hết trơn vậy? Trời ơi, khổ nữa, ông thì còn nói cái dù quỳ nhiều nữa. Ok, được rồi, chút xíu mình tin thêm. Rồi, nhân vật tiếp nữa đâu, ai bảo trong bằng này, người nào bị nó dơ lên. Rồi, rồi chị. Trời ơi, mang cái túi tiền không á? Sao? Sao ạ? Đau như thế nào? Em đau độ khoảng 3 tháng nay thì bước lên cầu thang, mới đầu thì bước lên đau, và sau bước cả lên cả xuống đều đau. À, bây giờ mà nãy lên đây là bước lên bước xuống đau rồi. Bây giờ một thời vừa rồi thì có uống thuốc nhưng mà đỡ hơn rồi, nhưng mà giờ vẫn thỉnh thoảng đau. Vậy thỉnh thoảng đau. Vâng. Ok, làm nghề gì? Em công chức ạ. À, công chức? Đó. Công chức nhiều cơ, công chức là nói chung thôi. Tôi nói nghề thôi, tôi nói công chức. Em là một bộ đội ạ. Bộ đội, trời ơi. Bắn súng nhiều. Rồi, ok. Như vậy là hôm nay nó học lớp này phải không? Dạ. À, được rồi, chút xíu là chữa coi thế nào nha. Dạ. Rồi, tiếp nữa. Ai? À, cái bạn này. À, rồi, cái chị này. Rồi, xin chơi tới lên. Dạ, em thì bị liền. Tức là em đi lên cầu thang thì đau ít hơn là đi xuống. Đi xuống thì đau nhiều hơn. Mà khớp gối cũng nặng kêu lục cục và đau hơn 10 năm rồi. À, cũng như hôm này á. Dạ.
Rồi, hồi nãy đi lên xuống cầu thang đây có bị thấy cái dãy con nào không? Có. À, rồi cảm ơn. Rồi chị ngồi xuống chút xíu giải thích lý do tại sao như vậy. Mọi người, rồi xin tiếp tục. Ngồi sao nữa ai nữa? Rồi bạn, rồi xin mời bạn. Bà bao nhiêu tuổi rồi? 71. À rồi. Người gốc Hải Dương. Vâng. Hay là Hải Dương hay là Hưng Yên vậy đó? Hải Dương ạ. Hải Dương. Rồi ok. Tôi đau từ hồi còn trẻ, khoảng ngoài 20 tuổi. Nhưng mà hồi còn trẻ thì làm ăn nó khỏe, nó không đau lắm. Nhưng mà khoảng gần 20 năm về đây thì đau nhiều. Không, như lúc lúc còn trẻ thì đau, có sưng không? Có sưng, đỏ. Còn bây giờ thì không sưng mà không đỏ. Mà dưới 20 tuổi? Vâng. Rồi lúc đó liền trị bằng gì? Penicillin? Toàn đi bệnh viện, bác sĩ chữa bệnh, toàn uống thuốc Bexalon. Vâng, quên lại tiêm các thứ thì nó giảm đau thì để đi làm lại bình thường. Ừ. Nhưng mà vâng, từ cái ngày mà về hưu bây giờ là nhiều thì đi lại nó cứ cục khặc ở cái đầu gối nó kêu đấy. Xong rồi nó không đỏ nhưng mà nó đau. Đi nó bây giờ càng ngày càng không đi được, nó có đá như là cái người chân nó khuỵu đấy. Vâng, đau nhất là cái chân bên đây, chân bên đây cũng đau. À, nhưng mà bác nó là hồi xưa là cái nghề gì? Nghề xây dựng. À, xây dựng à, chắc có quân giác nặng không? Vâng, có làm nặng. Nhưng mà cái từ gần đây á, là từ đó tới giờ có ai nói bác bị cái tim có bị vấn đề không? Tôi khám liên tục nhưng mà tim phổi các thứ thì không có cái gì, nhưng chỉ có mỗi là bây giờ là kết luận bác sĩ kết luận là vừa là viêm đa khớp, vừa là thoái hóa, vừa là gút. Không, không phải gút đâu, không phải gút. Đây phim ảnh thì rất nhiều là à, mấy cái có mấy cái dược nữa, cái tô vi nó nằm dài dài thì nó có thể nói là quýt. Không phải quýt. Nhưng mà xét nghiệm máu có acid uric cao không? Không, acid ít. Bình thường. Không phải quýt. Không phải quýt. Không, vậy là không phải. Rồi, được rồi bác ngồi xuống. Thế thì cái trường hợp này á là cũng hay với bác sĩ Lực nha. Tức là như cái trường hợp bác này á, thường thường mọi người biết đó là cái viêm khớp á, mà dưới 20 tuổi á, là thường thường là do viêm họng, do cái liên cầu quẩn. Và thường thường á, là mấy cái trường hợp đó là nó đốt cái tim. Nhưng mà cái điều trị tốt cho nên á, là không có bị ảnh hưởng tới cái tim. À, còn bây giờ là tới tuổi lớn là nó phải vậy rồi. Những cái dấu hiệu của bác là thoái hóa cái khớp gối thôi. Thì bây giờ là phải cố gắng á, là đối với những trường hợp mà thoái hóa này tôi nói á, là mình chịu khó là hàng đêm mình thường đá nóng ở vùng gan. Cái thứ hai là mình thường xuyên tập cái chân. Và cái điều quan trọng nữa là bác không có được đi bộ nhiều. Không có được đi bộ nhiều. Bác mà đi nhiều chừng nào thì tổn thương nhiều chừng nấy. Tại sao biết? Tại vì hai cái đầu gối phải chịu đựng cái sức nặng của cơ thể. Nó làm bao mòn cái khớp gối mình đi. Nó làm cho yếu đi. Nhưng mà mình làm gì? Thì có thể mình đi mua cái chiếc xe đạp mà ngồi. Mình có cái xe đạp á, mình ngồi mình đạp, mình ngồi mình đạp thì nó không có, nó vẫn hoạt động cái khớp gối nhưng mà nó không làm cho cái khớp gối chịu đựng cái sức nặng của cơ thể mình. À, thì mình để cái xe đạp ở nhà hoặc là mình mua chiếc xe đạp, mình chạy vòng vòng lên số cũng được, cũng sao. Nhưng mà đừng đi bộ gì, đi bộ chút xíu trong nhà đủ rồi. À, nhà mấy tầng? 2 tầng lâu lắm rồi, tôi không dám lên. Đó, đâu dám lên đâu, lên đau lắm, không nên. Bây giờ chỉ mua cái gì sẽ đạp thôi nhé. Ok. À, thành ra là như mấy cái trường hợp này là điều trị là gọi là điều trị bảo tồn thôi. Thành ra là khi mà trường nó nóng nè, rồi tập cái chân nè, rồi đồng thời nếu mà mình có điều kiện nữa thì đến đó là số mấy ở đường Tây Sơn, 160 đường Tây Sơn ấy, mình sẽ mua cái đồ mà để mà nó làm giữ khung gối á. Nó nâng cái khung gối mình lên để mình có đi xa đâu để thăm con thăm cháu thì mình mang cái đai đó vô thì nó nâng cái đó lên, nó không làm tổn thương cái khớp gối của mình nếu đi bộ nhiều đó. Thì ok là bác còn giữ nó lâu. Vậy thì nếu như trong trường hợp ấy mà nó tổn thương đến mức mà không còn nào mà hồi phục được nữa thì bắt buộc phải mổ thay khung gối. Nhưng mà tôi thì không bao giờ ủng hộ cái chuyện mà phải mổ, đối đế quá kìa. Nhất là đối với một cái cơ thể của bác ấy cũng là chưa phải là to béo nên là không lo. Chứ còn nếu nhiều người mà to béo quá rồi mà chịu không nổi nữa thì họ mổ là chịu không nổi.
đây còn như bác không cần, nếu cần thì mình sẽ mua cái đai khớp gối thôi, mình nâng lên mình đi lên xa chút xíu là có những cái gì. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.